Trận cảnh tan hoang sau nước lũ kinh hoàng quét qua sau trận lũ kinh hoàng xuất hiện cảnh tượng tan hoang xe xác ở một số địa phương tại huyện kỳ sơn nghệ an với nhà cửa ruộng vườn xe cộ đường xá hư hỏng vùi lấp trong bùn đất ngày mùng 3 tháng 10, lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả trận lũ quét kinh hoàng tại xã tà cạ và thị trấn mừng xén huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an khiến 14 nhà dân bị trôi hoàn toàn 100 nhà bị ngập nặng 19 nhà bị sạt lở hai xe ô tô bị trôi 10 ô tô bị ngập trong bùn đất Lũ quét khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, một người tử vong. Hiện tại khu vực dòng nước lũ quét qua, nhiều căn nhà của người dân tan hoang, ngập sâu trong bùn đất khoảng 1 mét. Sau đây là hình ảnh tan hoang sau khi lũ quét cuốn qua tại huyện miền núi Kỳ Sơn. Danh tính cán bộ sở ở Đà Nẵng ném tiền, tham dọa chủ quán bún bò. Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã xác định danh tính cán bộ thuộc sở ném tiền, là hết trong quán bún ngày mùng 3 tháng 10 sở tài nguyên và môi trường Mt, đà nẵng có thông tin liên quan vụ một người đàn ông ném tiền tung tuế trong quán ăn khiến dư luận bất bình cụ thể sau khi nhận phản ánh về một cán bộ của ngành có hành vi thiếu chuẩn mực lớn tiếng tại cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận ngũ hành sơn sở tài nguyên và môi trường xác minh và thông tin kết quả ban đầu sự việc theo đó người trong đoạn clip nêu trên là ông dcp phó trưởng phòng quản lý và phát triển quỹ đất của trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở tài nguyên và môi trường đà nẵng ông tô văn hùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức của cán bộ P. Báo cáo kết quả về Giám đốc Sở trong ngày mùng 3 tháng 10 để công khai kết quả xử lý trong thời gian sớm nhất. Như đã thông tin, ngày mùng 2 tháng 10, tài khoản Facebook có tên H. TA đăng tải đoạn video kèm nội dung một người đàn ông được cho là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ném tiền tung tuế trong quán ăn, khiến dư luận bất bình. Theo nội dung trên tài khoản H, TA Sáng mùng 2 tháng 10, sau khi thực khách là cháu bé khoảng 16 tuổi ăn xong, thanh toán thì nhân viên quán trả lại 25.000 đồng tiền thừa, vì không có tiền chẳng nên nhân viên trả lại bằng tiền lẻ. Tuy nhiên, lúc sau thì bố của cháu bé đến quán ném tiền tung tóe, la hét nhân viên là tụi bay đưa rác cho con tao à và đe dọa, nhà tao ở đây, xem chúng mày kinh doanh được bao lâu, tài khoản này viết, theo anh hát, tia à, chủ quán, sau khi ném tiền, người này còn tắt anh một cái trước khi bỏ đi. Tiếp đó, khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, người đàn ông trên kêu một nhóm khoảng 7 người khác đến quán anh Tia, đe dọa. Có một người trong nhóm này đánh nhân viên của tôi, đòi đập quán và đe dọa sáng mai sẽ quay lại phá quán tiếp. Hiện nay tôi đã trình báo công an, anh hát, TA cho biết. Đà Nẵng, làm rõ thông tin trẻ mầm non bị bỏ đói, bạo hành. Cơ quan chức năng đang làm rõ nội dung phản ánh trên mạng xã hội về việc trẻ mầm non bị bỏ đói, bạo hành tại lớp mầm non độc lập tư thuộc elstone quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, chiều mùng 3 tháng 10, ông Phạm Hồng Thái, trưởng phòng giáo dục quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc với nhóm lớp mầm non độc lập tư thục El School số 15-17, đến 17, đường Nguyễn Phước Lan, phường Hoa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, để làm rõ thông tin học sinh mầm non tại đây bị bỏ đói, bạo hành. Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết xin lỗi của tài khoản Facebook có tên El School. Mở đầu bài viết là lời xin lỗi, có nội dung, tôi tên là PTG trong thời gian tôi làm việc ở lớp Toddler tại El School tôi đã có các hành vi sai trái diễn ra với nhiều trẻ. Cụ thể, tôi đã để mờ, ngã, tôi đã đánh, xô, ngã, tác, sách và ném lờ, tôi đã sách và ném xe, kéo lê xe, ở trạng thái quỳ hai đầu gối ở dưới sàn, dọa nạt ép, ít, ép, cầm chổi gõ vào sàn dọa ép, dùng thì gõ đầu gối ép, tôi đã đút cơm thô bạo, dùng điện thoại khi cho ít, ăn, cho ít, ăn lại đồ ăn đã nhả ra. Bên cạnh đó tôi đã có hành vi lôi kéo thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh, bỏ đói các con, để các con khác, nóng. Với tư cách là một thành viên sáng lập eo, tôi đã không thực hiện đúng tôn chỉ mà nhà trường đề ra. Những hành vi của tôi là không thể chấp nhận, không có gì để bào chữa. Tôi đã sai rất nhiều, tôi có lỗi với các con. Tôi có lỗi với phụ huynh đã đặt niềm tin vào tôi. Bài đăng nêu rõ, qua bức thư, người này cam kết rút khỏi eo school các vai trò của mình, chính thức từ bỏ con đường giáo dục mầm non, xin phụ huynh tha thứ. Ngoài bài viết còn có biên bản cuộc họp giữa chủ trường, cô G và các phụ huynh lớp ngày 29 tháng 9 trong biên bản, cô G đã thừa nhận những hành vi thô bạo với một số trẻ khi đứng lớp. Phụ huynh cùng đại diện El School và cô G đã cùng trích xuất camera thì thấy cô G đã có nhiều hành vi bạo lực với trẻ như tác, đánh, ném lờ, xô đẩy mờ, kéo lê xe, đút cơm thô bạo, dùng điện thoại khi cho trẻ ăn, bắt trẻ ăn lại đồ đã nhả ra. Theo tìm hiểu, cô PTG là giáo viên và người đồng sáng lập El School. Kết luận cuộc họp, các phụ huynh thống nhất sẽ đề nghị cơ quan chức năng can thiệp. Ông Phạm Hồng Thái, trưởng phòng giáo dục quận Cẩm Lệ, cho biết hướng giải quyết trước mắt là tạm đình chỉ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các em tại đây để cơ quan công an có điều tra thêm để kết luận. Vụ việc đi đến mức nào thì sẽ quản lý theo mức đó, trưởng phòng giáo dục quận Cẩm Lệ nói. Trong khi đó, bà Đặng Thị Cẩm Tú, trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, El School là nhóm lớp độc lập tư thục, do phường cấp giấy phép hoạt động. Sở đã tiếp nhận thông tin trong trưa nay và có đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định, bà Tú thông tin. Bắt thêm một giám đốc vụ nghiệm thu khống ở Quảng Nam. Liên quan đến vụ việc nghiệm thu khống trong quá trình đầu tư làm đường ở tỉnh Quảng Nam gây thiệt hại hơn 3,1 tỷ đồng, Công an tỉnh Quảng Nam bắt thêm một bị can ngày mùng 3 tháng 10. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt thêm một bị can liên quan đến dự án đường giao thông nối xã Du Ai, huyện Nam Giang với xã Lăng huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, ông Phạm Văn Hải sinh năm 1954, trú phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch xích, trụ sở tại tỉnh Thừa Thiên Huế, bị khởi tố bị can. Bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Theo điều tra, trong quá trình thi công dự án trên, ông Thái Minh Hoàng, nguyên giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Nam Giang, đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Đình Tấn, Giám đốc công ty cổ phần tư vấn giám sát Bách Khoa và Phạm Văn Hải tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Tấn, hiện vụ việc đang cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.